Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Big Bet dự đoán cùng thể thao văn hóa. Ngày hôm nay, chúng ta cùng đến với trận đấu giữa Thụy Sĩ và Tây Ban Nha ở tứ kết vòng Euro 2020. Thụy Sĩ đã tạo ra một trong những cú sốc lớn nhất trong lịch sử giải bóng đá vô địch châu Âu, đó là đánh bại nhà vô địch World Cup, ứng cử viên số 1 cho chức vô địch Euro 2020, đội tuyển Pháp ở vòng 1/8. Một cú sốc thật sự không chỉ cho giới chuyên môn mà cả với người hâm mộ lẫn các nhà cái hàng đầu thế giới. Nhưng đó là kết quả hoàn toàn hợp lý nếu nhìn vào màn trình diễn của đội tuyển Thụy Sĩ trên sân vận động quốc gia Bucharest, bền bỉ và chính xác như chiếc đồng hồ Thụy Sĩ. Không có quá nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới, rồi đá hỏng quả 11m và tưởng chừng như cánh cửa đi tiếp đã đóng sập lại khi bị dẫn trước tới 1-3 đến tận phút 81. Nhưng bằng tinh thần chiến đấu kiên cường, không hề gục ngã, Thụy Sĩ đã thi đấu một trận hay nhất lịch sử của họ khi gỡ hòa 3-3 ở những giây cuối cùng, rồi đẩy trận đấu đến chấm 11m để giành chiến thắng ấn tượng. Dù không phải bước vào loạt sút luân lưu để giành quyền vào tứ kết như Thụy Sĩ, nhưng Tây Ban Nha cũng trải qua 120 phút thoát tim mới đánh bại được Croatia sau khi đã dẫn trước tới 3-1 ở những phút cuối cùng của hiệp 2. Đó có thể không phải là màn trình diễn tốt nhất của đội tuyển xứ Bò Tót khi các học trò huấn luyện viên Enrique bộc lộ quá nhiều sai sót trong phòng ngự và luôn gặp khó khăn để chống lại những pha phản công nhanh của đối thủ. Tuy nhiên, cũng không thể phủ nhận rằng từ sau chiến thắng 5-0 trước Slovakia ở vòng bảng, nối tiếp là việc ghi đến 5 bàn thắng nữa vào lưới Croatia, Tây Ban Nha đang thực sự trở lại với tư cách ứng cử viên vô địch Euro 2020. Tây Ban Nha mạnh hơn nếu nhìn vào lực lượng, chuyên môn lẫn truyền thống, nhưng nếu Thụy Sĩ tiếp tục thể hiện tinh thần chiến đấu như trước tuyển Pháp thì cặp tứ kết của Euro 2020 sẽ không hề diễn ra một chiều. Ở trận đấu này, huấn luyện viên Petkovic sẽ không có cầu thủ quan trọng nhất ở hàng tiền vệ là Saka vì ăn treo giò. Đây là thiệt thòi không thể bù đắp với đội tuyển Thụy Sĩ khi ngôi sao đang khoác áo câu lạc bộ Arsenal là người chơi hay nhất trong trận gặp Pháp và là người duy nhất có khả năng kiểm tỏa hàng tiền vệ của Tây Ban Nha. Ngược lại, huấn luyện viên Enrique có đầy đủ những cầu thủ tốt nhất cho trận tứ kết này. Điều băn khoăn là liệu họ có tiếp tục đặt niềm tin vào thủ môn Simon, người có cú phản lưới nhà ngớ ngẩn trong trận gặp Croatia bằng thủ thành De Gea hay không. Tương tự thế là việc vẫn để tiền đạo Morata đã cắm khi phung phí quá nhiều cơ hội. Đội bóng xứ đấu bò chưa bao giờ tỏ ra áp đảo được đối thủ của mình trong 5 lần đối đầu gần nhất trong quá khứ, dù luôn được đánh giá cao hơn. Và lần gần nhất, Tây Ban Nha để thua trong trận mở màn World Cup 2010. Ở các trận còn lại, Thụy Sĩ đã để thua 2 và hòa 2 trận khác. Tuy nhiên, xét về phong độ thì tại Euro lần này, đội bóng của huấn luyện viên Petkovic để thua 1 trận, hòa 1 trận và thắng 1 trận, trong khi nhà vô địch của Euro 2020 Tây Ban Nha vẫn duy trì thành tích bất bại. Thụy Sĩ đã khởi đầu Euro 2020 không tốt khi bị xứ Wales cầm hòa trong trận mở màn, sau đó để thua đậm Italia và chỉ thắng Thổ Nhĩ Kỳ ở trận đấu cuối cùng để giành quyền vào vòng 1/8 ở vị trí thứ 3. Nhưng sau đó, đội bóng xứ sở đồng hồ đã gây sốc khi loại đương kim vô địch World Cup tuyển Pháp sau loạt sút luân lưu. Cho đến thời điểm này, Thụy Sĩ đã ghi được 7 bàn nhưng cũng để thủng lưới 8 lần khác. Đội bóng xứ đấu bò cũng chơi khá thất vọng ở vòng bảng khi để hòa 2 trận liên tiếp trước Thụy Điển và Ba Lan. Họ chỉ giành vé đi tiếp sau trận thắng Slovakia và chiếm vị trí thứ 2 bảng đấu. Ở vòng 1/8, Tây Ban Nha có cuộc sửa đổi tỷ số kịch tính với Croatia để có mặt ở tứ kết. Đội bóng của huấn luyện viên Enrique đã ghi được 11 bàn và đẩy thủng lưới 4 bàn. Seferovic, tiền đạo 29 tuổi đang chơi cho câu lạc bộ Benfica, đã có 2 bàn thắng cho đội tuyển Thụy Sĩ. Và anh chắc chắn là một đe dọa thường trực tới hệ thống phòng ngự của đối thủ, bởi anh không chỉ chơi không chiến tốt mà còn có khả năng độc lập tác chiến hiệu quả. Ferran Torres, sau một mùa giải khá thành công với Manchester City, anh đang là phát hiện thú vị của đội tuyển Tây Ban Nha tại Euro 2020 với 2 bàn thắng đã được ghi. Cầu thủ chạy cánh 21 tuổi này có khả năng tạo ra đột biến với những pha xâm nhập vòng cấm bất ngờ. Tỷ lệ ở trận đấu này là 3/4. Tỷ lệ này cho thấy Tây Ban Nha thực sự được đánh giá cao hơn đối thủ của mình. Đội bóng xứ đấu bò không chỉ kiểm soát bóng tốt hơn, có nhiều phương án tấn công đa dạng hơn mà còn sở hữu đội hình có chiều sâu với những cầu thủ có thể tạo ra sự khác biệt khi được trao cơ hội. Hơn thế, chắc chắn Tây Ban Nha cũng sẽ chơi cẩn trọng trước Thụy Sĩ sau khi chứng kiến thầy trò huấn luyện viên Petkovic đánh bại người Pháp thế nào. Tỷ lệ tài xỉu trận này là 21/2. Những lần đối đầu trong quá khứ cho thấy đội bóng xứ đấu bò thường gặp rất nhiều khó khăn để ghi bàn vào lưới đối thủ và ngược lại. Tuy nhiên, ở giải đấu này, chỉ tính trận cuối cùng của vòng bảng và vòng 1/8, các tiền đạo của Tây Ban Nha đã ghi tới 10 bàn, còn số bên Thụy Sĩ là 7, vậy nên tài là sự lựa chọn yên tâm. Dự đoán của thể thao văn hóa Thụy Sĩ Tây Ban Nha 1-2. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.